chiếc là 10 kg. Ờ, rồi chiếc lắc 5 kg, chiếc này nửa ký. 1 kg, nó 1 kg lần ở đây. Ờ, lúc trước tôi là 100 kg. Mà giờ tôi đeo vàng biết mà tôi còn giờ còn có 40 kg đó. Thì anh em hiểu rồi đó. Thì tôi mới nói là tôi nổ. Già tôi bao nhiêu đó rồi. Rồi, mà bộ này anh sắm ở nào, ông sắm ở đâu? Tôi sắm Malai hả? Sắm 10 năm rồi, ở chỗ anh Hào Hà làm. Anh chẳng vàng cho tôi vẫn làm vàng. Nó cái giờ hai bộ cái cặp vòng đó là hình tượng gì? Hình tượng 12 con giáp. Đấy. Đây, đây cái đây đang ngựa. Ngựa đó là đang ngõn được. Rồi cái hộp tròn tròn chiếc nhẫn là gì? Trái châu. Nếu mà thường gọi là kêu bằng trái đất đó. Cái này tôi qua bên Malaysia nè, tôi mua về nè. Ok nè. Rồi. Thôi anh ơi, chơi vàng nhiều quá gãy cổ rồi. Anh bức tôm ơi, sao nhìn anh sao người ngó vàng ra dữ vậy ta? À, hai cái còng, bên mặt của anh đeo là anh mua nhiêu vậy? À, hai chiếc này là có giá là mỗi chiếc đó, là trị giá là 600 triệu hai chiếc, 1 tỷ 2. Còn cái chiếc xích bên kia, là anh mua tổng cộng bao nhiêu? Chiếc xích bên đây là 1 tỷ 350. Cái nón ngó vàng đẹp vậy hả? Nón của anh á là hiện giờ anh đang đeo á là vàng là nguyên chất, là có giá là 3 tỷ 8. À, tiền 8 à, thì tổng cộng là tiền quy ra tổng cộng là tính là nãy giờ là tính tổng cộng là tên à, gần 6 tỷ 1. À, 6 tỷ 1. Là còn cái đại nhân chuyện đeo là anh đặt ở đâu? Đại nhân chuyện này á là anh đặt bên từ bên Dubai. À, Dubai có giá sợi dây cả mặt luôn là 14 tỷ. 14 tỷ tổng cộng tiền luôn ha anh. À, nó nặng là nó nặng cái mặt. Còn cái súng là anh đặt luôn hả? Súng này là không đặt, súng này là anh chỉ mạ vàng thôi. Mạ sơ sơ là 600 triệu. Hai cục gì mà hai cục đó, hai cục gì mà nó hai cục đen cũng mạ vàng mà. Anh với anh mạ mới là hai cục đây á. Làm mấy thứ nhiêu anh? Đi mốc đi. Hai đi. À vậy hả nó. À. Nói chung á là mấy anh tới đây hỏi thì tôi nói thôi, chứ còn mới ra tôi không cho tôi biết là tôi giàu đâu. Là tính ra là số tiền tổng cộng anh đeo tên ngự anh là tổng cộng là chẳng hạn như tổng cộng là bao nhiêu tiền quy ra? Hai cái cục này á là 3 tỷ 2, cả cái súng là 600 triệu nữa là 3 tỷ 8. 3 tỷ 8 cái này á là 1 tỷ 2 nữa. 3 tỷ 8, 1 tỷ 2 nữa là 5 tỷ. 5 tỷ cái nón này là 3 tỷ 8 là 8 tỷ 8. 8 tỷ 8 cái. Còn này cái xích. Cái chiếc xích đây á là 600 triệu nữa. Là 9 tỷ 4. 9 tỷ 4. Còn cái đạn, cái đạn đây á là 13 tỷ nữa. Cái đạn này là 13 tỷ nữa. Là tổng cộng á là 107 tỷ. Hiện giờ là tôi đang sở hữu tính thư là 107 tỷ. Vậy tính ra anh giàu nhất